Ôi chết rồi mấy bạn ơi, đằng trước mình là một con Skibidi và nó đang chuẩn bị tấn công mình kìa. Mình phải làm sao bây giờ? Cứu tôi với. Ôi chết rồi, bây giờ nó đang ở đằng sau của mình và nó chuẩn bị tấn công mình rồi. Bây giờ các bạn hãy bấm vào nút like và đăng ký để giúp cho mình có một người nào đó giúp mình với. Ôi trời ơi, mấy bạn đang bấm like quá trời luôn rồi kìa. Chết con Skibidi kìa. Cái đó là ai vậy? Và người đó nó đánh bại con Skibidi rồi kìa. Wow, giờ các bạn like video này nên là có một vị anh hùng đến xuất hiện cứu mình rồi kìa. Ha ha ha, chúng ta đã đánh bại được tên Skibidi rồi anh à. Ôi, cái này đúng là vậy, ai đúng nữa vậy. Ôi, ôi, hai người này là mũi khoan sao? Định tử với đẹp, bọn ta chính là gia đình Real Man chịu đô. Cái gì cơ, gia đình Real Man chịu đô à? Bọn ta với sứ mệnh bảo vệ những kẻ yếu đuối trên thế giới này. Ôi, thật là ngầu và ngưỡng mộ ở đây. Ước gì mình cũng là những người bảo vệ thế giới giống như bọn họ. Tụi mày dám làm tao bị thương sao? Bây giờ tao sẽ cho tụi mày chết. Nhìn hai người xịn sò, em ngưỡng mộ quá đi à. Ủa gì mà quen? Tên Skibidi hắn ta đang cầm dao tiến tới anh kìa. À, cái gì? À, đừng hỏi tay tao. Ta vừa mới đánh một thằng lấy chết kêu rồi. Ê, tên Kimiki kia, sao mới đánh một cậu bé hả? Người chết đi nè. Ôi, cậu bé có sao không vậy? Ôi chết rồi, anh ơi, hình như cậu bé mất tỉnh rồi. Cậu bé này đã đỡ giùm anh một nhát dao của tên Skibidi đó. Bây giờ cậu ấy đã bị thương khá là nặng rồi, giờ bọn mình phải làm sao đây? Em nghĩ là bây giờ mình nên đưa cậu bé này về nhà chữa trị đó. Thôi được rồi, quyết định vậy đi. Ôi trời ơi, cậu bé bị thương nặng quá, nếu chúng ta không chữa trị gấp thì hả, em nghĩ là cậu ấy sẽ không qua khỏi đó. Ôi, giờ chúng ta phải làm sao đây ta? Ta không biết cách nào để chữa trị cho cậu ấy cả. Hay là bây giờ chúng ta hãy đưa sức mạnh mấy khoan chịu đô cho cậu ấy đi để cậu ấy khỏe lại. Thôi được rồi, cách đó cũng là cách cuối cùng để chúng ta giúp cho cậu ấy đó. Sức mạnh mấy quan chịu đâu. Ơi, chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? Hai người chính là gia đình mấy khoan chịu đô mà đúng không? Chào mừng con đã tính vậy, sầu riêng Real Man chịu đô à? Hả? Sầu riêng Real Man chịu đô là thôi. Các bạn ơi, sao tự nhiên trên người của mình có cái hình dạng gì kỳ cục vậy? Nó có bốn cái khoan, rồi cái đầu của mình trở thành mấy khoan rồi. Bọn ta xin lỗi vì chưa được sự đồng ý của con mà đã biến con thành như vậy rồi. Bọn ta chỉ muốn giúp cho con thôi, tại vì lúc đó con đang trong cơn nguy kịch. Chúng ta không còn cách nào khác nên phải làm vậy. Ờ, thì ra là như vậy. Do lúc đó mình đã đỡ cho bọn họ một nhát dao từ tên Skibidi nên mình cứ tưởng là mình đã chết mất tiêu rồi. Nhưng mà bây giờ mình đã có được sức mạnh mấy khoan chịu đâu nè các bạn ơi. Nhưng mà với sức mạnh này còn phải đi bảo vệ thế giới đó nha. Dạ đương nhiên rồi, con sẽ sử dụng sức mạnh này đi bảo vệ thế giới. Được rồi, đi thôi. Dừng lại. Ủa sao vậy? Không phải là con đã có sức mạnh mà sao? Sức mạnh của con giờ yếu lắm, con có biết gì về mấy khoan đâu. Ha, đúng rồi, mình vẫn chưa biết gì về mấy khoan. Làm sao mình có thể đi làm một siêu anh hùng được đúng không mấy bạn? Bây giờ ta sẽ đi dẫn con đi tập luyện để cho anh Real Man chịu đó. Ôi thật vậy sao? Được rồi, đi tập luyện các bạn ơi. Đây chính là bài tập đầu tiên của con. Hả? Bài tập đầu tiên là cái gì? Đó chính là trả lời những câu hỏi ở đây nè. Hả? Để cho anh Real Man chịu đô cần dấu chấm hỏi. Dạ rồi, bước qua và thực hiện những bài tập đi. Con hoàn thành được con mới cho anh Real Man chịu đô. Dạ con hiểu rồi, được rồi, mình bước qua nè các bạn ơi. Được rồi, câu hỏi đầu tiên. Máy khoan dùng để làm gì? Ôi, một câu hỏi hóc búa dữ vậy ta. Câu trả lời đầu tiên là máy cưa hả? Sử dụng cái máy khoan để cưa một cái cây thì nó có bị kỳ không ta? Thấy hơi kỳ đó, không phải rồi. Máy khoan dùng để đóng đinh hả? Có phải không ta? Bây giờ mình sẽ để cái máy khoan vô kia đinh mà mình đóng thì nó cũng không được. Thôi bỏ qua. Máy khoan dùng để khoan. Ê mấy bạn ơi, tự nhiên tôi thấy cái câu cuối đó có vẻ hợp lý nha. Tại vì cái máy khoan mà các bạn hay để vô vách tường thì nó sẽ khoan cho các bạn. Và có thể câu cuối này đó chính là câu chính xác này. Mình sẽ vượt qua. Ôi đúng rồi kìa. Được rồi, qua tới câu thứ hai. Cái gì đây? Nếu có sức mạnh chịu đô bạn sẽ làm gì? Ôi câu hỏi này hay rồi nha. Để mình bắt đầu từ câu bên này đi. Làm kẻ xấu sao? Ôi giời, tự nhiên có sức mạnh chịu đô làm kẻ xấu mình thấy nó hơi kỳ kỳ đúng không? Nope. Lấy tiền xài. Ừ cũng đúng, nếu mà bây giờ mình chịu đô mình sử dụng tiền thì là quá thả ga luôn rồi. Bảo vệ thế giới. Ôi tự nhiên cái câu này tôi thấy có ý nghĩa nha các bạn. Nếu bây giờ chúng ta giàu có thì bây giờ chúng ta mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ bảo
bảo vệ những người nghèo và những người đó sẽ không bao giờ lép vế bởi những kẻ xấu xa. À, tôi thấy câu này hợp lý rồi nè, tôi đi vô đây. Ôi, lại đúng nữa rồi các bạn ơi. Và tới câu thứ ba, cái này là cái gì đây? Skibidi là gì của chúng ta? Ồ, Skibidi là cái tên mà bồn cầu ban đầu mà mình đối đầu với nó đó các bạn. Không là gì? Kẻ xấu, người tốt. Ồ, ba câu này chắc chắn các bạn fan đều biết đúng không? Tên Skibidi lúc nào cũng sẽ là kẻ xấu, nên tôi sẽ chọn cái chỗ chính giữa. Cái này là hình như cậu cuối cùng rồi nè. Con giỏi lắm đó. Giờ con chỉ cần bước qua cái cổng này là con đã hoàn thành đó rồi. Ôi thật vậy sao? Được rồi, con bước qua được chưa? Yeah, mình đã hoàn thành bài thi đầu tiên rồi các bạn ơi. Bài tập ai để ta dẫn con đi. Ủa đi đâu vậy hả ba? Chúng ta sẽ sử dụng máy khoan. Ủa? Sử dụng máy khoan sao mọi người? Con thấy dưới đây có nhiều khoáng sản không ạ? Giờ con hãy dùng máy khoan con và đào lấy khoáng sản đi. Dạ được rồi, lấy con khoan nè. Thấy chưa? Ôi con khoan được nè. Thấy chưa? Ôi mình khoan được quá trời đồ dưới này luôn nè. Đúng rồi, máy khoan là để như vậy. Chúng ta còn một thứ nữa, đó chính là sức mạnh kiểu đó. Và con phải luyện tập để kích hoạt sức mạnh đó lên. Ủa nhưng mà làm sao để có thể kích hoạt được sức mạnh đó vậy hư ba? Con phải tập trung biến mọi thứ thành vàng nè. Ôi trời ơi mấy bạn ơi, cái gì vừa mới diễn ra vậy? Đó chính là sức mạnh của ba real man triệu đô sao? Đúng rồi đó, mọi thứ biến thành vàng đó con, điều khiển được sức mạnh đó. Ôi con hiểu rồi, bây giờ để con. Bây giờ cái vách tường này đang là đất đúng không? Con sẽ biến thành vàng nè. Ủa sao kỳ vậy, làm không được. Con phải tập trung hơn nữa, luyện tập thêm đi. Được rồi con tập nè. Ủa kỳ vậy trời. Hiện tại sức mạnh của con được chưa được kích hoạt, giờ con hãy đi tập khoan tiếp đi. Thôi được rồi, bây giờ mình ở dưới này mình sẽ khoan nè. Chà 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 chà. Khoan nè trời đất ơi các bạn ơi. Nãy giờ mình đã sử dụng cái máy khoan của mình khoan quá trời khoan. Khoan tới nỗi mà mình đi xuống một cái hang khổng lồ luôn rồi nè. Vậy là có thể là mình chỉ cần tập luyện thêm. Đúng rồi. Cái gì vậy? Tiếng ai vậy? Cứu tôi nha, cứu tôi nha, cứu tôi nha. Cái này là một bạn đó đó. Ủa cái đó là một tên GPD năng lượng là bạn đó thể. Bạn ơi, tôi nè. Ôi tên kia, ngươi làm cái gì mà đi đánh người ta vậy? Mày là tên nào? Tại sao lại bảo vệ con bội của ta? Xin tự giới thiệu, tôi chính là con trai của gia đình Real Man Triệu Đô. Ngươi là ai? Mau biến ra khỏi chỗ này đi. Đi ra, mày là con của Real Man Triệu Đô sao? Cái đứa mà dám đánh bại đàn em của ta. Hả? Đàn em của ngươi chính là tên Skibidi Toilet siêu ác độc đó sao? Đúng rồi đó, giờ ta sẽ báo thù cho nó. Trời ơi, từ bình tĩnh nào. Nếu ngươi mà báo thù thì ngươi đừng có trách ta đó. Ngươi chết nè. Cái tên G-Man Kibidi đó, hắn tạo hóa vàng mất tiêu rồi kìa. Wow, bạn mạnh thiệt luôn á, bạn vừa hóa vàng con G-Man đó rồi. Ui trời, không có chi đâu, cái này là việc tôi nên làm mà. Tại vì tôi ước mơ trở thành một người mạnh mẽ và siêu anh hùng bảo vệ thế giới đó. Thôi được rồi, cảm ơn bạn nhiều nha, bây giờ thì tôi sẽ đi về đây. Thôi được rồi, tạm biệt bạn, nhớ đi cẩn thận. Bye bye. Ê, mày hay lắm, mày dám hóa vàng là tao, tao sẽ trở lại bình thường nè. Ủa sao ngươi trở lại bình thường được hay vậy? Mày đợi đó, tao sẽ quay trở lại. Ôi trời ơi, các bạn ơi, hình như là do sức mạnh hóa vàng của mình còn khá là yếu, nên mình không thể nào hóa vàng cho hắn ta mãi mãi. Cho nên hắn ta mới có thể bỏ chạy như thế đó. Nhưng mà thôi, bây giờ mình cũng đã làm được sức mạnh hóa vàng rồi, mình vui quá đi nè. Thôi chắc là bây giờ phải quay về nhà và khoe với ba mẹ thôi các bạn ơi, đi đó nào. Thôi sao ấy à, tập luyện đủ rồi đó, đi lên đó con. Ủa, ở đâu rồi tao? Wow, nó tập luyện gì dữ vậy? Nguyên một cái hố khổng lồ luôn. Thôi, mình đi xuống dưới kêu nó lên nghỉ ngơi và ăn uống nè. Thì lẹ lên, cái tên Real Man thì nó mạnh quá. Ơi, à, cái gì? Mày tên một tên Real Man nữa sao? À, tên Kibidi kia, ngươi chui đây làm cái gì vậy? Bây giờ ngươi chết với tao là tên Kibidi kia. Ngươi nghĩ ngươi đánh bại tao dễ vậy vậy sao? Ngươi mới là người chết đó. Hãy coi tao đây. Ủa, ngươi đang làm gì tao vậy? À, như cái đó đang điều khiển cơ thể mình thì phải. À, bây giờ tôi đã trở thành tôn hạ của ngài rồi. Hay lắm, bây giờ đi thống trị thế giới cho ta. Vâng, lệnh chủ nhân. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ để trở thành một Real Man thật sự rồi. Bây giờ mình sẽ về khoe với ba mẹ. Mẹ ơi, con làm được rồi nè mẹ ơi. Ờ, trời ơi, giỏi quá, giỏi quá. Mới như vậy mà đã làm được nhiều thứ là hay rồi. Ủa nhưng mà ba con đâu? Dạ ba con, nãy ba con tập với con ở bên dưới đó. Nhưng mà nãy giờ con cũng không gặp ba nữa. Cái gì? Ủa rõ ràng ba con đi tập luyện như con mà. Ủa, con đâu có biết đâu. Bởi con tưởng ba nãy giờ đang ở nhà. Nãy giờ ba con cũng không có nhà luôn. Ủa, kỳ vậy? Thôi được rồi, chị để con chạy luôn đi kiếm ba. Rồi ba ơi, ba đang ở đâu vậy? Ủa nhưng mà các bạn hãy nhìn nè, tại sao trong ngôi làng sinh tố này lại có những cái hố mà nổ ở đây giống như là đã có người phá hủy như vậy đó. Nhưng mà theo mình quan sát thì mấy cái này nhìn nó như là một cái mũi khoan vậy đó. Không lẽ ba của mình là người đã làm ra những chuyện này sao? Ba, 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 ba.
Ôi, ôi mèo nè, ôi bạn ơi. Ủa có chuyện gì vậy bạn, bị cái gì nữa vậy? Cậu có thể giúp tôi chuyện này không? Ủa nhưng mà giúp chuyện gì? À, hồi nãy một cái ông có mũi cái khoan màu đỏ, ông xuất hiện, ông tấn công làng của tôi á. Mà nhìn ông thì y chang cậu luôn á. Hả? Cái gì? Y chang mình? Nếu mà y chang mình thì chỉ có là ba mình. Ủa nhưng mà ba mình là mũi khoan màu xám mà, chứ ở đâu ra màu đỏ ta? Hay không biết. Ok, vậy tiếng máy khoan đâu ra vậy? Ôi đó, cái nào ông đó? Sao ba của mình lại có hình dạng gì kỳ lạ vậy các bạn? Các bạn có thấy kỹ không? Ôi, đó chính là ba của mình kìa. Mà bây giờ ông ấy đang làm cái gì vậy trời? Trời ơi, giúp tôi với. Giúp tôi với, đừng để ông ấy phá làng của tôi. Ôi trời ơi, bây giờ ba của mình đang làm cái gì? Từ mình phải ngăn cản ba mình lại các bạn nha. Ba ơi, ba ơi, dừng lại đi ba. Ba đang làm cái chuyện gì vậy? Ủa, nhưng mà sao ba không trả lời mình gì hết trơn vậy ba? Ba ơi, ba có ổn không? Chuyện gì đặt nhau? Ôi da, ôi, ba bị cái gì vậy? Sao ba lại đặt cậu ấy à? Ba, không xong rồi. Ôi da, mấy bạn có thấy gì chưa? Sao ba của mình ngày hôm nay lại đánh mình luôn vậy? Và ông ấy còn cứ phá làng sinh tố luôn rồi kìa. Nhưng mà ông ấy là ba của mình nên mình cũng không dám tấn công lại ông ấy. Bây giờ mình phải làm sao đây? Ủa nhưng mà nãy giờ cái bạn mèo đâu mới tiêu người ta. Nãy bạn ấy đứng kế bên mình mà. À, ai giúp tôi với? Ôi, mèo kìa. Ôi, nhưng mà khoan đã. Cái đó là ba mình đang đứng gần bạn ấy kìa. À, con nhỏ này sẽ là mục tiêu tiếp theo. Ôi, chết rồi, ba mình đang định tấn công mèo sao? Nhưng mà bây giờ mình không dám ngăn cản ba mình lại. À, khoan đã. Ba mình đã tứ từng dạy với mình là gặp những kẻ xấu thì nên tấn công bọn chúng. Bây giờ mình không tấn công thì khác nào mình là kẻ xấu đúng không các bạn? Được rồi, bây giờ mình sẽ ngăn cản ba mình lại. Hey, hóa vàng đi cha. Wow, cái gì vậy? Ba mình đã trở lại bình thường hay gì còn kìa các bạn ơi. Có chuyện gì xảy ra với ta vậy? Ôi ba ơi, ba ơi, ba vừa mới bị điều khiển hay sao đó? Ba tấn công mọi người và ba phá làng đó. Cái gì, ta bị điều khiển sao? Hồi nào vậy? Đúng rồi đó, ba có hình dạng kỳ lắm, hình dạng nó rất là màu đỏ. À, chắc là do tên kia bị đi kia hắn ta làm rồi. Lúc mà ta không để ý, hắn ta sử dụng sức mạnh đó và điều khiển ta. À, thì ra là như vậy, cái tên đáng ghét kìa hắn ta sẽ phải chối hận. Wow, hình như con đã có sức mạnh của triệu đô đó nên con mới giúp ta trở lại là bình thường. Ôi đúng rồi đó, con cảm thấy là trong người con đang bắt đầu có sức mạnh gì đó kỳ lạ lắm hơn ba. Kỳ lạ của mày ở đây sao? Cái tí này chính là cái tên Skibidi đi đó mà hắn ta quay lại rồi kìa. Ai là con tụi mày trở lại bình thường rồi nè. Ta quay trở lại là với mục tiêu là ta sẽ tiêu diệt hết cả gia đình tụi mày luôn. Ôi giời ơi, mấy bạn ơi, các bạn nhìn kìa, bây giờ hắn ta đã to đùng lên rồi. Tụi mày chết nè. Ôi chết rồi, bây giờ ba ơi con phải làm gì đây? Con hãy sử dụng sức mạnh con để ngăn chặn hắn lại, không tôi để cho hắn phá hủy ngôi làng này được. Hả? Sức mạnh chịu đâu sao? Được rồi, bây giờ ngươi sẽ chết với ta. Không, ngươi nhào ra đây. Được rồi, hãy có sức mạnh của ta đây. Hãy cha. Wow, hắn ta biến mất rồi các bạn ơi. Đó chính là sức mạnh của Real Man Sầu Riêng chịu đâu các bạn nha. Wow, gia đình chúng ta lại có thêm một Real Man triệu đô nữa rồi. Ôi, cái đó là mẹ kìa. Ba với mẹ cũng đã đến đây rồi sao? Ok, thôi video về gia đình Real Man triệu đô đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu các bạn muốn coi về video Real Man triệu đô, các bạn có thể bấm vào bên tay phải của mình nè. Còn nếu các bạn muốn coi Real Woman triệu đô, các bạn có thể bấm vào tay trái của mình nè. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn một ngày thứ